Dịch 1.37. 1.37. Announcement 3. Hi, folks. We're now cruising at 30,000 feet, and I've just turned off the fasten seatbelt sign. Hi, folks. We're now cruising at 30,000 feet, and I've just turned off the fasten seatbelt sign. Xin chào mọi người. Chúng ta đang bay ở độ cao 30.000 feet và tôi vừa tắt tín hiệu thắt dây an toàn. I would like to remind you that for your comfort, safety and convenience, you should keep your seat belts fastened at all times. I would like to remind you that for your comfort, safety and convenience, you should keep the seat belts fastened at all times. Tôi muốn nhắc lại quý vị để quý vị có được sự thoải mái. Để quý vị có được sự thoải mái, an toàn và thuận tiện nhất thì quý vị nên thắt dây an toàn trong suốt chuyến bay. I'm hoping to make up some of the lost time and I'll be reporting on our progress later in the flight. I'm hoping to make up some of the lost time. And I'll be reporting on our progress later in the flight. Tôi hy vọng sẽ bù đắp một phần đã mất của thời gian qua và tôi sẽ báo cáo chi tiết về hành trình sau chuyến bay. Our flight attendants will be serving dinner in a moment. Thank you. Our flight attendants will be serving dinner in a moment. Nhân tiếp viên hàng không của chúng tôi sẽ phục vụ bữa tối ngay bây giờ. Xin cảm ơn.